Chắc trở hôn nhân với vợ cũ nghệ sĩ Kim Tiểu Long phải chịu nỗi đau 15 năm không được gặp mặt con. Sau lần gãy đổ cuộc hôn nhân đầu tiên, anh đã không được gặp con trai. Đó là điều đau buồn và hối tiếc của Kim Tiểu Long. Trang Bạch Mã Hoàn Tử trong làng Cải Lương đã từng đoạt giải Trần Hữu Trang đầy danh giá và chạy sâu liên tục chẳng khác nào đàn anh đàn chị trong giới. Chưa dừng lại ở đó, trong lĩnh vực điện ảnh anh cũng được nhiều người yêu mến khi đóng vai Thái trong phim Tiếng Dương Cầm Trong Mưa. Khi sự nghiệp được nhiều người biết đến cũng là lúc người đàn ông ấy lập gia đình. Tuy nhiên, chưa sau 7 năm chung sống thì cuộc hôn nhân đổ bể. Dù nam nghệ sĩ ra sức hàn gắn nhưng không thành và từ đó anh cũng không còn được gặp con chung của hai người nữa. Năm 2014 khi khoe ảnh con trai cũng là lúc anh công khai hình ảnh về người vợ thứ hai của mình. Nam nghệ sĩ thổ lộ ban đầu bảo bảo ngại công bố hình ảnh vì sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp nghệ thuật của tôi xong những lời đồn đoán theo dệt về đời tư giới tính của tôi ngày càng tăng trước những tin không chính xác vợ chồng tôi quyết định công bố hình ảnh gia đình tại mỹ nghệ sĩ kim tiểu long đúng là tôi hạnh phúc vì có một mái ấm gia đình tại mỹ nơi có đứa con trai tên trương bảo phước rất dễ thương cháu lớn lên từng ngày kháu khỉnh và ngoan hiền nhưng rất buồn vì gần 10 năm qua tôi chưa gặp lại con trai chung với người vợ cũ của mình tên Tiểu Long Nhi. Do hận chồng, mẹ của cháu đã tách tôi khỏi con mình. Nhưng tôi tin rằng lá dụng sẽ về cội, rồi con tôi lớn khôn sẽ biết cha của nó là ai và tìm về. Tôi không gieo và cũng chẳng đổ lỗi do ai gây ra nghịch cảnh. Điều quan trọng là đứa bé không có tội. Chính người lớn tạo ra những ngang trái. Nếu chúng tôi vẫn sánh đôi, vẫn giữ được hạnh phúc thì đã không có chuyện xảy ra khiến giặc ảnh phải ly tán tôi sống giản dị không thích sự phô trương trong tình cảm cũng vậy nhưng khi không còn đi chung đường việc ngăn cách giữa tôi và con mình là điều trái với đạo lý ai cũng có thể đem đạo lý nhà phật ra để thuyết giảng nhưng sống đúng với đạo lý đó rất ít người làm được tôi nghĩ mình đã cố gắng hết sức để giữ nhưng rồi vẫn không níu kéo được mái ấm hạnh phúc giữa chúng tôi đã không còn liên lạc nhưng tôi tin con mình sẽ biết cha của nó là ai khán giả nói tôi cũng có hai vợ như nhân vật thái đúng là khi đóng vai này tôi đặt tâm trạng của mình trong đó rất nhiều là người đàn ông có hai vợ lại là kép hát phải sống vẹn toàn đôi bề thật khó tôi chính thức chia tay mẹ của tiểu long nhi rồi mới gặp bảo bảo ở mỹ cô ấy rất yêu thương tôi chăm sóc cho tôi và con trai chúng tôi bé trương bảo phước Tôi rất nâng niu hạnh phúc hiện tại, có một người vợ biết lo cho chồng, cảm thông cho nghề nghiệp của chồng. Năm 2015, lần đầu tôi đưa vợ con về thăm má tôi ở Vĩnh Long, má tôi rất vui mừng. Vốn là nghệ sĩ kín tiếng chuyện tình cảm, thế nhưng thời gian gần đây Kim Tiểu Long lại bị dư luận soi về giới tính, đời tư khá nhiều. Mới đây, khi đăng bức ảnh chụp cùng con trai lúc 2 tuổi và thể hiện sự nhớ thương, nhiều tài khoản mạng xã hội đã bình luận khiếm nhã, cho rằng anh thuộc giới tính thứ ba và đem con cái ra để làm hình thức che đậy để cuối đời có người chăm lo tuổi già bệnh tật thôi. Dòng chia sẻ này khiến nghệ sĩ Cải Lương không giấu được thái độ bức xúc. Hiện tại, anh vẫn đang ở Việt Nam để biểu diễn và chưa thể trở về Mỹ thăm vợ con vì ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Trong một bài phỏng vấn, nam nghệ sĩ có cho biết cuộc sống của anh vẫn đi về giữa Việt Nam và Mỹ chủ yếu vì nghệ thuật và chăm sóc tổ ấm riêng. Tôi vẫn đi hát ở Mỹ lo cho cuộc sống của mình, cho con cái. Khi nào có thời gian rảnh tôi vẫn bay về Việt Nam để tổ chức những show diễn của mình hay làm những tuồng cải lương để khán giả xem trên YouTube. Thỉnh thoảng đài truyền hình nào muốn hợp tác thì tôi hợp tác. Còn ở Mỹ, cuộc sống tôi vẫn trôi qua bình thường, tôi đi đến đâu cũng được mọi người thương làm nghệ sĩ mà được mọi người thương thì cuộc sống lúc nào cũng ổn cả nam nghệ sĩ cho biết kim tiểu long tên thật là trưng hoàng kép anh là con trai út trong gia đình có bảy anh chị em ở vĩnh long ba anh là một người mê hát đờn ca tài tử mỗi vụ nông nhàn ông thường sách đờn đi khắp nơi kim tiểu long đã thừa hưởng đam mê nghệ thuật của ba từ bé anh từng có mối quan hệ tình cảm kéo dài nhiều năm với đồng nghiệp Thanh Ngân và cả hai có một đứa con trai chung. Sau 10 năm, Kim Tiểu Long vẫn nhận trách nhiệm và luôn mong được gặp con trai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.